Tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 vừa qua, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết về miễn 100% phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa bảo tàng trên địa bàn thành phố trong năm 2021. Đây được xem là quyết tâm của thành phố trong việc khôi phục trở lại lượng khách đến Đà Nẵng trong năm 2021. Cùng với các chính sách kích cầu đang được ngành du lịch thành phố triển khai, việc miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa bảo tàng trên địa bàn sẽ góp phần tạo ra gói sản phẩm cạnh tranh hấp dẫn trong khai thác tour tuyến kết nối với điểm đến Đà Nẵng.